Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 247 của bộ truyện Cầu Ma Tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio nha Thì tập này cũng mang tên là Tam Hoang Kiếp thôi Tam Hoang Kiếp này kéo dài nhiều chương Mọi người xem truyện vui vẻ nha Xin cảm ơn tất cả mọi người À, lách nói lại là mấy ngày hôm nay á, lách không có trả lời được bình luận của mọi người á, tại lách không không có thời gian á, nhưng mà mọi người cũng uh, ủng hộ cho lách bằng cách bình luận cho nó có tương tác nha tại uh, lách uh, uh, lo bằng tắt bớt những cái quảng cáo bên cái kênh cũ nó nhiều quá tưởng đâu làm lẹ lẹ được ai về nhiều quá tay kia mang theo tán diệt rạch phá hư vô xé cánh tàn tường lộ ra thương mang xuyên thú xương oán khí do diệt sinh lão nhân ngưng tụ xuất hiện ở trước mặt của tô minh một ngón tay nhẹ nhàng ẩn chứa hủy diệt chứa lực lượng nghiền nát tất cả ý chí đụng vào tô minh tô minh không ngoái đầu lại giơ tay phải chém xuống vòng xuyên nhưng mà thân thể tô minh run rẩy phun ngụm máu hắn cắn răng đứng im như tượng mặc kệ hủy diệt sau lưng nhấn chìm mắt tô minh lóe tia sáng cố chấp hắn muốn chính mắt nhìn vong xuyên bị chém đứt nhìn vong xuyên không thể đảo ngược, người cửu phong có thể trở về thế giới kia. Bởi vậy tôi minh không thể để cho ngón tay sau lưng vượt qua vị trí mà hắn đứng được, không thể để cho người cửu phong xảy ra một chút ngoại ý muốn nào. Tôi minh cố chấp, để thiền trong vòng xoáy âm tử rung rung, học máu không ngừng duy trì mệnh cách hoàn chỉnh. Nhưng mệnh cách đã vỡ ra từng mảng, mắt đế thiền rõ rực, phát ra tiếng gào trong sinh mệnh. Thân thể nháy mắt héo tàn, ngưng tụ hết thảy sinh cơ, đưa vào trong mệnh cách nhưng mà tu vi của tu minh không thể chống quá lâu nguyện vọng của hắn không thể hoàn thành đôi chân tu minh trong chớp mắt này dường như không cách nào chịu đựng được lực lượng hủy diệt kia tan vỡ cùng với đôi chân của đế thiên trong vòng xoáy âm tử khi thân hình tu minh sắp bị lực lượng hủy diệt phá hủy thì có gió màu xanh phút chốc xuất hiện bên cạnh của hắn vòng quanh chịu đựng nhiều điều thay cho tu minh kéo thân thể của hắn ra khỏi ngón tay kia gió xanh là tam hoang không còn tô minh ngăn cản ngón tay đụng vào sông Vông xuyên ngay khi sông Vông xuyên bị chém đứt vòng xoáy sắp tan biến vỡ nát tô minh nhìn thân thể đại sư huynh chợt biến thành tro bụi thấy nhị sư huynh khẽ thở dài nhìn tô minh khóe môi mang nụ cười nhưng mà đầu bay lên thân thể tan vỡ thành hư vô tô minh thấy hổ tử rít gào thấy vũ huyên nhìn chăm chú thấy mắt của thương lan ngấn lệ thấy hứa tuệ mím môi đôi mắt chua xót nhắm lại còn có a công trường hà năm cung ngân tất cả khuôn mặt bị ngón tay huyền tán thay thế tầm mắt cho đến khi sông vong xuyên vỡ nát vòng xoáy biến mất tất cả đã thành ký ức trong vô tình hoảng hốt rét cắt da cắt thịt tiếng cung đàn nốt nhạc thay lương trong mộng tiếng tiêu xa sôi u buồn qua thời gian dài dặt, trở thành vĩnh hằng hóa thành lá thu mang theo tiêu điệu cô độc rơi trước mi mắt tô minh lá thù xuất hiện phủ lên mắt của tu minh ký ức như núi cao chảy theo tiếng động đi hướng cuối đường rơi xuống trước mắt tu minh lộ ra trong đôi mắt ẩn chứa tịch liêu núi non cô độc cùng trời cuối đất thời gian như đứng lại trước mắt của tu minh khóe mắt hắn từ khi nào vương giọt lệ như máu nước mắt chảy xuống chân nhỏ giọt trong trời sau không biết nếu có kiếp sau thì nơi giọt máu nhỏ xuống có nở rộ ra một đóa hoa tên gọi là cửu phong không ngón tay của huyền tán chậm rãi dơ hướng tu minh nhìn như chậm rãi nhưng kèm theo ý diệt sát lao đến tu minh là tế phẩm của huyền tán mỗi khi y cắn nuốt một con tang thương thì sẽ nhắm nháp tế phẩm trước tiên bên cạnh tu minh gió xanh biến thành tam hoang tam hoang đứng bên tu minh nhìn ngón tay đến gần khóe môi lộ nụ cười cay đắng mặt lại có biểu tình thản nhiên tu minh ta đã sai rồi những gì ngươi từng nói đều chính xác nhưng ta không hối hận, ta cắn nuốt tăng tương, trở thành chủ một giới này, biến thành tồn tại vừa là tu sĩ vừa là tăng tương. Ta không biết sống bao nhiêu năm rồi, cho rằng đã quên quá khứ, ta vẫn nhớ cái cây kia, nhớ người thân, bạn bè. Tu Minh, ta trở thành tăng tương là kiếp của ta, nhưng nó không gọi là tăng tương kiếp, nó chỉ có một cái tên thôi, Tam Hoang kiếp. Đây là kiếp của ta, kiếp của tình của ta, thì đời Tam Hoang này đã đủ rồi ngươi thì khác ngươi hiểu rõ một chút cảnh đạo nhai tương lai của ngươi rất xa rời khỏi đây đi nếu có ngày nào đạo thành thì ngươi nhớ báo thù cho ta vậy thì không uổng công ta và ngươi gặp nhau rồi tam hoàng quay đầu nhìn tu minh mỉm cười nói trong nụ cười có cố chấp và tôn nghiêm ta vẫn cảm thấy nếu chúng ta sinh cùng một thời thì sẽ là thân như tri kỷ rồi tam hoàng giơ tay phải vũ hướng tu minh Thương thể hắn lùi ra sau. Tam Hoàng thì xoay người, mắt lộ rõ chiến ý lao hướng ngón tay của Huyền Tán. Từ xa nhìn lại ngón tay như lửa, Tam Hoàng thì biến thành bướm bướm. Nếu không là bướm dập tắt lửa thì chính là lửa đốt cháy bướm bướm. Loại cố chấp này, bóng dáng kia vào giây phút này bùng phát ra rực rỡ nhất Tam Hoàng đại giới. Chết không có gì là đáng sợ. Ta lấy đắc đạo có ngại gì chết. Cái chết của ta là chứng đạo, ta chết không phải vì trời diệt mà đổi một cuộc vấn đạo hoa lệ. Tam hoàng kiếp, tam hoàng kiếp, có kiếp nạn này, tam hoàng ta đã ngậm cười rồi. <cười> Tiếng cười dài văng vẳng bên tay Tô Minh, nằm xưa như nước, bàn tay dơ lên khỏi mặt nước, có nước trồng chảy qua kẻ tay, biến mất. Nghe năm tháng trôi qua, khe hở nước nở, dường như ký ức chìm nổi trong lột xác, lòng may tán trong hiện thực mộng thành bi thương, cạn nước mắt, đếm bóng đêm. Tô Minh bật cười, cười thật là to, cười cười huyết lệ không ngừng rơi. Tiếng cười của Tô Minh thê lương, tiếng cười vang vọng khắp thế giới, cả khung trời. Tiếng cười kia có điên cuồng, có cố chấp mãnh liệt của Tô Minh. Tàn tương, ngày nào Tô Minh ta còn sống, nếu không diệt toàn tộc của ngươi, đồng loại của ngươi, thì chết không nhắm mắt. Diệt sinh, hôm nay Tô ta đau đớn, nếu không cho ngươi cảm nhận gấp trăm ngàn lần Nếu không xẻo thịt của ngươi ra Khiến xương thành tro Rút hồn cắn nuốt Nghiền vạn năm Thì tu minh ta từ nay không thể ánh sáng nữa Ẩm thần Dịch thánh Hai trận doanh này 360 giới Thù này không đợi dùi thân tai kiếp Tụ ta sẽ diệt sạch các ngươi Còn huyền tán nữa Ta vốn chỉ muốn sống thôi Sống sót chờ có một ngày tìm ra bọn họ Bị đưa đi thế giới khác nhưng nếu ngươi đã ngăn cản tất cả thì ngươi chính là mục tiêu ta đoạt xa cả đời ta sẽ có ngày đoạt xa ngươi chỉ có đoạt xa ngươi thì ta mới mở ra minh môn tìm ra dấu vết của bọn họ trong năm tháng mà làm sống lại họ tóc tu minh không biến thành màu trắng như hình ảnh trong thiên cơ vẫn là màu tím nhưng mà trong sắc tím toát ra bi thương thành vĩnh hằng trong lòng tu minh đây là màu sắc vĩnh hằng như khung trời vào giây phút này tam hoàng đại giới sụp xuống trước mặt của tu minh đó là hư không bên trên đè ép là từng tinh cầu nổ tung, là từng sinh mệnh chết đi, tan biến. Đó cũng là cái bóng dáng tam hoàng hóa thành bướm bướm, cùng ngón tay của huyền tán trong tam hoàng kiếp, đốt cháy thân hình. Thiên cùng địa, thương cùng khung, hư cùng tinh không. Vào giây phút này như có hai cái bàn tay to va chạm vào nhau, đánh nát mọi dấu vết chân giới, nghiền nát tất cả sinh mệnh, bao gồm cường giả kỹ trước có thể bình an. Bọn họ đã phát hiện tài kiếp này khác với trước kia, không thể thoát khỏi chỉ có điên cuồng trong chết chóc phát ra tiếng gạo thê lương bị nhấn chìm trong hủy diệt tu minh xoay người hắn không còn hai chân tay trái của hắn cũng chỉ còn lại cái tay áo nhưng trong người phát ra sự điên cuồng tà ác đến cực độ đó là ám màu tím ngoài người tu minh hình thành hơi thở ám tím hơi thở vòng quanh người của hắn biến thành đôi chân tay trái màu sắc khác với làn da trên người Mắt tù minh lộ ra sát khí, tinh thần điên cuồng hóa thành cầu vồng bước vào ám thượng nghịch thánh trận doanh khi tâm hoang sụp xuống. Nếu 360 giới cho rằng tu Minh từng ra tay vậy hắn thực sự làm, cướp đoạt sinh mệnh với tai kiếp, vì oán khí của họ từng ngăn cản hắn, như thiên cơ đã định, nếu tu Minh đã bị định trước như vậy, bọn họ cũng không thoát khỏi. tu Minh bước vào ám thượng nghịch thánh, khiến trời sau nơi này bị thế giới bên trên nghiền ép, khe hở giữa trời và đất, tu Minh hóa thành làn gió tím, trong gió có bóng dáng tụi minh đi qua đâu là từng giới, từng tộc hình thần đều diệt. Tụi minh giết chóc mang theo cố chấp, chỉ có trong thiên hộ tộc, tử nhược ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy bóng dáng tu minh trong sắc tím. Mắt tử nhược sâu thẳm nhìn, tụi minh đi qua không ngừng lại, không khó xử thiên hộ tộc. Trừ nơi này ra, và giới có hộ nước mà hạt trọc lông từng nhìn trăm năm trong nghịch thánh trận doanh ra, còn lại đều biến thành gió tanh mưa máu, sau lưng tu mình từng giới không còn sinh mệnh nên đón bầu trời nghiền ép thành hư vô tu mình cất bước xé gió lao tới trước xuyên thấu hư vô xông vào giới cánh thứ tư đầy sát khí hướng tới chỗ diệt sinh lão nhân một đường đi qua như gỗ khô năm tháng nghiền nát cộng nước thời gian thành ngón tay trong suốt mặc kệ từng có màu gì bị dính giọt mực nhuộm sắc màu lưu ly nhưng đã không thể quay về phút ban đầu giết trong thế giới của ta dường như chỉ còn lại giết chóc chỉ có giết chỉ có máu phun ra ấm nóng mới khiến ta biết thì ra ta vẫn tồn tại. Giết. Nếu ta không giết thì thế nhân sẽ giết ta. Nếu ta không giết thì oán khí không ngừng mãnh liệt. Nếu ta không giết thì phủ lòng mình, phủ đạo của mình, phủ cũ phong. Bởi vì tu minh ta biết, chỉ có giết. Đúng cũng được, sai cũng được. Ta không suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, lòng ta đã mất đi rồi. Cảm giác trống trơn. Người cửu phong trong ký ức vỡ nát biến thành hình ảnh khiến ta mất hồn, điên cuồng. Trừ giết ra ta còn có thể làm cái gì đây? Dù những người này đều là kẻ yếu, dũng không nên chết, nhưng bọn họ đáng chết. Nếu không có bọn họ xen lẫn vào, nếu không có bọn họ ngưng tụ ra oán khí ngăn cản, thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. Cho nên bọn họ đáng chết, cho nên bọn họ từng cho rằng là ta. Vậy được rồi, ta làm thật. Nếu bọn họ không cần ta giải thích, vậy từ nay tụi mình ta sẽ không bao giờ giải thích với ai nữa đạo của ta đường của ta người hiểu ta biết lòng ta người không hiểu ta có chết thì liên quan gì ta tụi mình ngỡ đầu cười to nụ cười kia thê lương khóe mắt chảy giọt huyết lệ như muốn đổ xuống từng giới tụi mình đi qua đâu là gió tanh mưa máu thế giới thành bóng chồng sâu lưng hắn tay kiếp buông xuống khi tu minh nghe răng cười hủy diệt đến nhưng rồi cuối cùng tiếng cười thành tiếng gào vì tu minh trước khi tay kiếp đến đã giáng xuống kiếp thuộc về hắn rồi khiến kiếp nạn huyết tẩy thiên hạ tu minh đi qua ám thần qua nghịch thánh luôn gió tím cuốn biển máu xông vị giới cách thứ tư bên trên buông xuống rạch phá hư không xuyên thấu bình chứng giới khi tu minh bước vào giới cánh thứ tư bên tai vang vọng tiếng nổ liên hồi thuộc vị giới này tu minh nghe thấy tiếng nổ rất bực mình hắn vốn đang điên, lòng không tỉnh, niệm không thuận, thế là ngửa đầu mà gầm lên. Yên lặng cho ta! Trời đất ầm ầm, thanh âm của tu minh quét khắp giới cánh thứ tư, tràn ngập tám hướng, dùng ý chí thay đổi quy tắc, khiến pháp tắc khung trời tan vỡ, khiến chỗ này vĩnh viễn tồn tại tiếng nổ dù hoàn toàn tan vỡ. Dường như tiếng nổ sợ tu minh, tiếng động rung rẩy trước mặt của hắn ngừng rên rỉ. Dưới cánh thứ tư trong chớp mắt tĩnh lặng không còn tiếng nổ vang khi tất cả yên lặng tu minh biến thành gió tím cuốn tám hướng lao tới lũ hổng thông thương mang tu minh xé gió lao hướng diệt sinh lão nhân thế giới như đảo ngược tu minh ngẩng đầu thấy bên trên tồn tại giới ám thần nghịch thánh đang không ngừng chồng lên hai bàn tay to khép lại sau lưng hắn để ép mọi tồn tại dưới cánh thư từ xuất hiện dấu vết tan vỡ và hủy diệt từng tinh cầu ầm vang từng đại lục tan vỡ Tụi mình thấy nhiều cường giả kỹ trước vốn mất đi tâm tu sĩ, nhưng mà hôm nay trong tay kiếp, nhìn thế giới, biểu tình lưu luyến và giải thoát. Tụi mình thấy từng kẻ hung ác dữ dằn trước cái chết, cúi đầu nhìn cỏ xanh, đóa hoa dưới thân, khóe môi mỉm cười, nụ cười kia chân thành, tốt đẹp, cho đến khi vỡ thành hư vô. Con người sắp chết, nói ra lời lương thiện, lời nói còn như vậy huống chi là tâm. Thế giới hủy diệt, nhấn chìm tinh thần tu minh vào hư vô. Chỉ có hắn biến thành gió rít gào, tụi mình thấy một người, đó là một người đàn ông vạm vỡ, to lớn như ngọn núi nhỏ đứng trên một tinh cầu đang tan vỡ. Bóng dáng kia phát ra tiếng cười bi thương, tiếng cười vang vọng mang theo tiếc núi thở dài, phóng khoáng chẳng sợ chết chóc. Thì lương và bi ai trong nụ cười kia ảnh hưởng thế giới biến đổi. Trong tiếng cười, tu minh thấy khuôn mặt người ấy. Đó là Liệt Sơn Tu. Màn thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu. Liệt Sơn Tu thê lương cười to rồi bảo. <laughs> ta cược sai rồi tu minh ta đã sai rồi người phải tiếp tục đi tới liệt sưng tu không tránh né tinh cầu dưới chân tan vỡ mặc kệ đất sụp xuống nhấn chìm gã mãi khi bóng dáng kia bị cắn nuốt tinh cầu bùm một tiếng mang theo mọi tồn tại trong chớp mắt tan vỡ thành hư vô tro bụi chỉ có tiếng cười thê lương văng vẳng hồi âm trong trời sao bị hủy diệt biến thành tàn niệm thật lâu không muốn tán tụ mình nhìn tinh cầu bị đập vỡ nhìn liệt sơn tu lựa chọn chết đi cái chết của liệt sơn tu là vì cược sai vì ấy nấy với tù minh vì đau thương khó tả đối với mười vạn manh tộc chết đi liệt sơn tu chỉ có đường chết tù minh im lặng biến thành luồng gió tím xuất hiện chỗ lỗ hổng thông thương mang trên đường đi hắn không thấy thiên tà tử cũng chẳng phát hiện hơi thở của ông dường như thiên tà tử đã mất tích vậy không để lại chút dấu vết nào tù minh không thấy thiên tà tử nhưng tại đây trông thấy một con thuyền cổ diệt sinh lão nhân ngồi ở bên trên. Đây không phải lần đầu tiên tu minh trông thấy diệt sinh lão nhân. Năm đó lúc hiểu ra đạo nhai, từng dùng mắt đạo thần thấy. Nhưng nay bộ dạng của diệt sinh lão nhân thay đổi, tóc biến thành đen, mặt cũng trẻ tuổi hơn. Khác với hơi thở già nua, hỗn độn xung quanh. Dường như trên người của diệt sinh lão nhân có hai hơi thở. Tuy hơi thở thứ hai hơi yếu hơn nhưng mở chứa ý bất diệt. Mặc kệ diệt sinh lão nhân hết sức áp chế cũng khó xua tăng. Tu Minh quen thuộc với hơi thở thứ hai, nó thuộc về lôi thần. Khi Tu Minh biến thành cơn gió tím đến gần, thì đôi mắt của Diệt Sinh lão nhân chợt mở ra nhìn hắn. Diệt Sinh lão nhân lạnh nhạt nói: Tên tầm hoàng kia cũng đáng cho người tôn kính. Nếu không nhờ hắn cứu ngươi một lần, thì ngươi đã thành tế phẩm rồi. Nhưng không sao, vận mệnh của ngươi cuối cùng không thể trốn thoát được. Diệt sinh lão nhân giơ lên tay phải chỉ hướng Tu Minh. Trước mặt Tu Minh trời sao vặn vẹo, biến thành vòng sáng hình bát giác. Khoảnh khắc vòng sáng xuất hiện, hơi thở hủy diệt trướng to, hư không phía xa như bị người từ bên ngoài cưỡng ép, xé rách, lộ ra khe nước to lớn. Có thể thấy thương mang bên ngoài khe hở, thấy có một ngón tay xé gió từ trong thương mang ứng hướng tu minh. tu minh nhìn diệt sinh lão nhân, chậm rãi nói. Ta luôn rất tò mò, tại sao ngươi có thể quyết định ai là tí phẩm? Tù minh đạp bước tới trước, đụng chạm vào cái vòng sáng hình bát giác phát ra tiếng nổ kinh trời vòng sáng nhanh chóng vỡ ra chớp mắt tu minh đã bước tới tu minh bước ra ngón tay ầm ầm ở sau lưng tu minh thay thế hư vô đến gần tu minh không thèm né tránh mặc kệ tay đụng vào trong người trong giây phút này người tu minh bầm một tiếng rồi tan vỡ ngón tay xuyên thấu qua thân thể của hắn lao hướng diệt sinh lão nhân điều này khiến diệt sinh lão nhân biến sắc mặt hai tay ứng pháp quyết đạo thần ở trán biến đổi không biết thi triển thần thông gì khiến cho ngón tay ngừng lại ở trước mặt, chậm rãi thụt lùi, tan biến. Trong thương mang dưới bên ngoài truyền đến thanh âm trầm thấp. Ngươi chưa chuẩn bị tốt tế phẩm của ta. Đây là giọng nói của huyền tán. Mặt của diệt sinh lão nhân trắng bệch, định mở miệng, chợt thấy chỗ thân thể tu minh tan vỡ hư vô vặn vẹo. Những dấu vết vỡ nát chợt ngưng tụ, trong phút chốc thân thể tu minh lành lặng xuất hiện. Còn người diệt sinh lão nhân co rút. Cùng lúc đó trong vòng xoáy âm tử tan vỡ, người đế thiên khô héo học máu đôi mắt có tám con người chồng lên nhau giờ đã có một con biến mất chỉ còn lại bảy con người chồng lên nhau cái biến mất dùng để duy trì mệnh cách trước kia vỡ nát ngưng tụ lại chỉ cần đế thiên không chết thì tu minh sẽ không chết tu minh biết điều này nên mới mặc kệ cái ngón tay kia đến gần hủy diệt thân hình của mình giờ phút này tu minh tái sinh cất bước đi hướng diệt sinh lão nhân là ai cho ngươi tư cách quyết định ta là thí phẩm Mắt tu mình tràn ngập sát khí, con ngươi màu tím khiến cho hắn trông không giống tu sĩ, mà là linh hồn độc ác. Mắt tu minh tỏa ra ánh sáng chói lòa, cất bước không nhanh không chậm phát ra khí thế, ngày càng lớn mạnh bùng phát. Khí thế kia cường đại khiến bước chân tu minh đạp xuống, thế giới ngừng tan vỡ. Diệt sinh lão nhân lại giơ tay phải lên, da răng cười ấn pháp quyết chỉ một cái. Để ta xem thử ngươi có mấy cái mạng! Xung quanh tu mình lại xuất hiện trận pháp hình bát giác, sau đó trong khe hở thương mang phía xa, ngón tay của huyền táng có thể hủy diệt tất cả lại xuất hiện lần nữa. Rít gào lao hướng Tô Minh, tốc độ chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Thân hình Tô Minh lại tan vỡ, ngón tay xuyên qua người Tô Minh lại xuất hiện trước mặt của diệt sinh lão nhân. Hai tay của lão nhanh chóng ứng pháp quyết chỉ vào trắng ngón tay tạm dừng, thụt lùi, biến mất. Ngoài khai nước truyền ra thanh âm trầm thấp, lạnh băng. Tế phẩm của ta ở đâu? Đế Thiên ở vòng xoáy âm tử người rung rẩy nhìn mảnh cách ở trên đầu lại tan vỡ phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Trong con người của Đế Thiên còn lại sáu bóng chồng, này có hai cái tan biến. Hai đôi con người tan biến bùng phát ra lực lượng sự sống dung nhập vào mảnh cách tan vỡ khiến mảnh cách như đảo ngược lại ngưng tụ ra. Tâu Minh người muốn làm cái gì? Mắt Đế Thiên đỏ rực, y khó khăn duy trì nhưng biết nếu lại phá vỡ thêm hai lần nữa thì dù y trả giá tất cả cũng không cách nào ngưng tụ ra mệnh cách hoàn chỉnh nữa. Cùng lúc đó, trước mắt của diệt sinh lão nhân, tụi mình lại ngưng tụ ra, mắt chớp lóe tia sáng yêu dị, bên trong ẩn chứa thôi diễn biến đổi như đang phỏng theo cái gì. Tụi mình lên tiếng. Huyền Tán là một sinh mệnh đã chết, hoặc là sắp chết, hắn đã không còn thị giác nữa, không thấy cái gì cả. Tụi mình cất bước đi tới trước một bước, cách diệt sinh lão nhân chưa đến trăm mét. Diệp sinh lão nhân nghe Tu Minh nói xong, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tim rất cái bịch. Tu Minh lên tiếng. Vậy hắn làm sao xác định rốt cuộc ai là tế phẩm? Là cái này sao? Tu Minh giơ tay phải lên vung hướng hư không, tay hắn xuất hiện trận pháp hình bát giác. Bộ dạng trận pháp giống hệt như trận pháp xung quanh Tu Minh lúc trước diệt sinh lão nhân thi triển ra. Chết hai lần không phải Tu Minh tự tìm chết, mà muốn tìm ra cách giết diệt sinh lão nhân. Tu Minh muốn biết tại sao hắn bị định thành tế phẩm, Tại sao Tam Hoang khẳng định rằng Huyền Tán đã chết rồi? Nếu sự việc đã đến nước này, thế giới đã hủy diệt, Tăng tương đã chết, thì Tô Minh không còn gì để mất nữa. Cho nên hắn điên cuồng một lần thì có ngại gì? Hai lần chết đi, Tô Minh nhìn ra được Huyền Tán không có thị giác. Hai lần chết, Tô Minh phỏng đoán trận pháp có tác dụng định vị, chỉ dẫn cho Huyền Tán biết ai là tế phẩm. Tô Minh vùng tay phải lên, trận pháp xuất hiện, diệt sinh lão nhân hoàn toàn biến sắc mặt. Diệt sinh lão nhân đứng bực dậy, con người co rút. Diệt sinh lão nhân không ngờ lần này gặp phải tu sĩ mạnh nhất tăng tương, mạnh hơn mấy người trước lão từng gặp ở thế giới tăng tương khác nữa. Tu Minh hiểu rõ một tia đạo nhai, đủ khiến cho diệt sinh lão nhân rung động. Hôm nay tu Minh trong hai lần chết ngắn ngủi, phỏng theo trận pháp của lão, từ chất quá yêu nghiệt. Diệt sinh lão nhân đứng bực dậy, lập tức vung tay phải chỉ hướng tu Minh. Xung quanh tu Minh lại xuất hiện trận pháp hình bát giác, nhưng khi trận pháp xuất hiện thì tay phải tu minh xa xa chỉ hướng diệt sinh lão nhân. Diệt sinh lão nhân sắc mặt âm trầm, quanh người lão cũng có trận pháp hình bát giác to lớn. Hai trận pháp giống y như đúc, không khác gì nhau. Nhưng nó đều là trận pháp định vị dẫn dắt huyền tán đến các thế phẩm. Trong khoảnh khắc hai trận pháp xuất hiện, trong thương mang đằng sau hư vô bị xé rách, ngón tay huyền tán lại xuất hiện dán xuống dưới này. Trượt khựng lại rồi biến thành hai. Một lao hướng tu minh, một hướng về diệt sinh lão nhân, tiếng nổ ngập trời người tu minh bị ngón tay đụng chạm lại hủy diệt nhưng mắt hắn sáng người nhìn chăm chăm diệt sinh lão nhân tu minh thấy diệt sinh lão nhân hai tay ấn pháp quyết chỉ vào trắng ngón tay của huyền tán đụng vào trận pháp hình bát giác ngoài người diệt sinh lão nhân trận pháp tàn vỡ diệt sinh lão nhân hộc ra ngậm máu phát ra tiếng gầm kinh người ngón tay xuyên qua thuyền gỗ ngừng lại trước mặt của lão nửa mét dần thụt lùi lại từ từ tan biến Tuy ngón tay biến mất nhưng thuyền cổ của diệt sinh lão nhân vỡ ra từng tầng. Không có thuyền, diệt sinh lão nhân đứng ở trong trời sau, thụt lùi vài bước lại học ra ngẫm máu. Tù mình lần thứ ba ngưng tụ. Đế thiền ở trong vòng xoáy âm tử trả giá bốn con người chồng, trả giá sự sống, hồn của bốn người. Bây giờ còn sót lại chỉ có phần thuộc về đế thiên thôi. Diệt sinh lão nhân ngửa đầu cười to rồi nói. <laughs> tú minh tộc không uống là tú minh tộc do lão phu sáng tạo ra tu hiền y tính toán lão phu và con của hắn đoạt xá hắn thành công lão phu kính nể hắn còn ngươi trong thời gian ngắn phỏng theo thần thông của lão phu tu minh tộc quả nhiên là không nên tồn tại mà tiếng cười ẩn chứa lạnh lùng sát khí với tu minh nhưng cho dù ngươi có phỏng theo như thế nào cũng không học được thuộc pháp khiến huyền tán không ra tay ngươi không học được thuật này thì nhất định là tế phẩm Tô minh lạnh nhạt nói sư phụ của ta tên là thiên tà tử Tô minh giơ tay lên trận pháp hình bát giác xuất hiện sư phụ dạy ta thường thông thức thứ nhất là tâm tỉnh phổng theo Tô minh nhắm mắt lại khi mở ra thì trong mắt sâu thẳm ẩn chứa ngọn lửa điên cuồng ngươi nói ta là tế phẩm hôm nay ta nói ngươi mới là tế phẩm nếu người già ta đều là tế phẩm Vậy hãy để huyền tán suy đoán là ai Mới là tế phẩm Tô Minh giơ tay phải lên Trận pháp hình bắt giác trong lòng bàn tay Tỏa ra ánh sáng chói lòa. Biểu tình của diệt sinh lão nhân nghiêm túc chưa từng có Tô Minh là tu sĩ mạnh nhất Lão gặp ở trong thế giới vài con tăng tương Hơi sơ suốt một chút là lão sẽ chết tại đây Diệt sinh lão nhân phải hết sức ứng đối Phải liệu tất cả Diệt sinh lão nhân giơ tay phải lên, trận pháp hình bát giác xuất hiện, tỏa ra ánh sáng tương xứng với chỗ tô minh. Diệt sinh lão nhân lên tiếng. Tây PHẨM! Diệt sinh lão nhân thả tay phải xuống chỉ hướng tô minh, tô minh cũng thả tay phải xuống chỉ vào diệt sinh lão nhân. Thường thể hai người đông lại, ngoài người cùng xuất hiện cái trận pháp hình bát giác. Cùng lúc đó, thường mang bên ngoài khe hở, ngón tay của huyền tán cắt thế phẩm lại xuất hiện, lần xuất hiện này vẫn là hai ngón tay mang theo hủy diệt không thể chống cự lao hướng tu minh diệt sinh lão nhân khi ngón tay đến gần hai tay của diệt sinh lão nhân bấm pháp quyết ứng vào trán tu minh thì hai mắt chớp lóe ánh sáng không học theo động tác của diệt sinh lão nhân bên trong ẩn chứa giả dối nếu mà thực sự học bắt chước theo thì hậu quả khó tưởng tượng mắt tu minh chợt lóe con mắt thứ ba ở trán mở ra đạo thần nằm bên trong cũng mở mắt ra hơi thở trên người tu minh hoàn toàn thay đổi một tia hơi thở đạo nhai tràn ngập trên người của hắn đạo thần trong con mắt thứ ba hai tay ứng pháp quyết biến mất đạo thần dung nhập vào người tu minh thân thể hắn dung hợp hoàn mỹ đây mới là thuật pháp thượng thông khiến huyền tán không ra tay mà tu minh học được từ chỗ diệt sinh lão nhân khi đạo thần của tu minh dung hợp với thân thể thì ngón tay đến gần người hắn làm trận pháp hình bát giác tan vỡ khựng lại cách sau lưng hắn nửa mét chỗ diệt sinh lão nhân cũng xuất hiện hình ảnh tương tự mắt của diệt sinh lão nhân đầy khó tin thần thông này thuật pháp này là lão suy ngẫm mấy năm nhiều lần kiểm nghiệm mới hiểu ra pháp môn nhưng hôm nay tụi mình trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà bắt chước hoàn toàn khiến cho lòng của lão lạnh lẽo không thể đâu không thể đâu diệt sinh lão nhân tóc tai bù xù miệng có vết máu ánh mắt điên cuồng nguy hiểm sinh tử dán xuống người của diệt sinh lão nhân đã rất lâu rồi không xuất hiện loại cảm giác này dường như trong khoảnh khắc lão trở lại cảm giác run rẩy như sinh mệnh tùy thời bị xóa đi khi lần đầu tiên gặp huyền tán. Hai ngón tay huyền tán không nhúc nhích. Nếu huyền tán có linh hồn thì có lẽ bây giờ đang suy tư. Nếu không có linh hồn vậy phải xem giữa tu minh và diệt sinh lão nhân ai lộ ra sơ hở thuộc về tế phẩm. Diệt sinh lão nhân gào thét. Huyền Tăng, hắn mới là tế phẩm, là ta hắn cho ngươi, phẩm thích hợp nhất trong tất cả kỷ nguyên của con tang tương này. Thanh âm vang vọng, Tô Minh biểu tình lạnh lùng, mắt tràn đầy sát khí và hận thù. Chính là người này thay đổi tất cả. Tô Minh chậm rãi nói. Lôi thần, ngươi còn đang chờ cái gì vậy? Khi Tô Minh thúc lời thì diệt sinh lão nhân chợt biến sắc mặt. Trong người lão vang tiếng thở dài, thuật pháp đạo thần của diệt sinh lão nhân khiến ngón tay huyền tán tạm dừng chợt sung rẩy trên người đạo thần có chút dễ dụa bình thường không có tác dụng gì diệt sinh lão nhân chỉ cần động ý niệm là trấn áp được ngay nhưng mà ngày hôm nay khi đạo thần dễ dụa một chút thì ngón tay trước mặt của diệt sinh lão nhân hành động diệt sinh lão nhân lộ ra biểu tình tuyệt vọng thì lương rít gào ngón tay đụng vào người của lão trong phút chốc tù mình chính mắt thấy thân thể của diệt sinh lão nhân tan vỡ máu thịt nhầy nhụa Nguyên thượng bị cưỡng bức mà rút ra. Nguyên thượng có hai cái đầu, một là diệt sinh lão nhân, một là lôi thần Thân thể hai người chồng lên nhau, bị ngón tay hấp thu ngay. Trở thành tế phẩm không phải là chết đi, mà là tái sinh. Tù mình, nếu như đã từ bỏ cơ hội này, thì cũng khó tránh khỏi luân hồi. Ta ở đây chờ đợi ngươi, cuộc chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, còn lâu lắm mới kết thúc. Thù này diệt sinh lão phu sẽ khiến ngươi trả khi diệt sinh lão nhân bị hút vào thì nguyên thần lỗ ra thù hận điên cuồng khắc khúc minh tâm nhìn tô minh nghe nanh cười thanh âm vang vọng cho đến khi nguyên thần bị ngón tay hoàn toàn hấp thu ngón tay biến mất ngón tay không còn dưới cánh thư tư tan vỡ không ngừng nát tan ầm vang chỗ này sắp bị hủy diệt tô minh im lặng hắn nhìn xung quanh bị hủy diệt bóng dáng biến thành cầu vòng lao hướng lỗ hổng thương mang chớp mắt lao ra quay về nhà của mình trong thường mang, lần đầu tiên tu Minh nhìn cái la bàn to lớn, giới hạng kích cỡ không thấy tận cùng. Còn có tàn tương ở dưới la bàn giờ đã héo tàn đang bị hấp thu liên tục. Tô Minh thấy bốn cánh tàn tường khép lại, thấy bốn cánh như bị lửa đốt đang nhanh chóng hóa thành tro. Tô Minh mơ hồ thấy giới tam hoang, bên tai nghe tiếng tam hoang thì thầm. Đại thụ, đời này ta đến bên ngươi. Tam hoàng tan biến, mang theo bốn chân giới, thượng nguyên tinh hải, tất cả vỡ thành hư vô trong mắt tu minh. Như là ký ức từ đây xa xôi, u sơn, cửu phong, man tộc, đạo thần, tất cả tựa như mây khối dừng nhạt nhòa, chỉ để lại trong đầu thành chỗ dựa, là hồi ức khi đi một mình trong thương mang. Cô độc chưa từng rời xa tu minh, mỗi một đêm sau khi rời u sơn luôn là như vậy, như một bình rượu lâu năm nhìn trăng mà nhắm nháp, chỉ có thể nâng chén uống với trăng. Gió năm tháng cuốn các bụi, không tràn ngập sâu trong đêm khuya. Cô độc ngồi nhìn thế giới hoảng hút, từng bóng người đi đến gần, bên tai vang tiếng thị thầm tốt đẹp. Giờ chỉ còn lại thi lương khi tan thương vỡ ra trước mắt. Không biết mấy ngàn năm ngoái đầu nhìn quá khứ huy hoàng, có chăng tồn tại mấy vạn năm, biến thành truyền thuyết người đời sau truyền miệng. Nhưng tàn thương dần héo tàn rồi, có lẽ truyền thuyết không kéo dài nữa. Như đang viết bài ngâm sướng, không có cộng minh tương thông, say đắm nỉ non không còn tìm thấy tiếng đàn cầm nhìn thế giới khởi rồi diệt người ngoài thấy đó là loại hướng tới xa xỉ dường như rất đẹp nhưng người trải qua nó mới hiểu đau thương trong hủy diệt người ngoài không biết Khóe mắt tô minh chảy một giọt lệ cả thế giới chỉ còn một mình tô minh nước mắt rơi người ta thấy không có tiếng hỏi thăm chỉ có tang tương chậm rãi héo tàn cho đến khi biến thành từng luồng khối bị la bàn hấp thu hết dường như trước khi chết Đôi mắt kia thấy bóng dáng Tu Minh cô độc trong thương mang. Bóng dáng ấy tiêu điều, tàn tương biến mất lặng lẽ, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có thi lương kinh người, chỉ có cuộc sinh tử không dấu vết, mộng tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Tu Minh im lặng, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Trong túi trữ vật còn có một tia tàn hồn của Thiên Linh lão nhân, ở một thế giới khác có thân thể vũ huyên ngủ say, những điều này thành hồi ức quý giá nhất của Tu Minh may mắn hắn còn có hạt trọc lông không biết từ khi nào hạt trọc lông xuất hiện bên cạnh tô minh cùng hắn nhìn tan tương tan vỡ cùng hắn nhìn thương mang tận cho đến khi thanh âm lạnh lẽo phát ra từ la bàn nghịch linh thứ bảy thanh âm vang vọng la bàn phát ra tiếng nổ xoay tích, tốc độ di chuyển không nhanh nhưng hình thành vòng xoáy kinh người quét thương mang thanh niên áo đen khoanh chân trên la bàn lần đầu tiên xuất hiện trong mắt của tô minh mặc áo đen, thân hình khổng lồ khó tả. Đôi mắt ẩn chứa lạnh lùng vô tình, nhưng mà nhìn kỹ là do tử khí đậm đặc mà ra. Khuôn mặt lạnh lùng dường như vĩnh viễn không có biểu tình nhìn Tô Minh. Y không có ánh mắt, nhưng mà Tô Minh lại cảm nhận rõ rệt Huyền Tán đang nhìn chăm chú. Hoặc nói đúng hơn Huyền Tán không nhìn Tô Minh, mà là hạt trục lông đi bên cạnh của hắn. Người hạt trục lông run bần bật, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Huyền Tán trên la bàn. Cảm giác mãnh liệt như gặp phải thiên địch kích động nỗi lòng của nó vào khoảnh khắc này, tụi mình thấy tay phải huyền tán cầm cái chuỗi hàng châu. Một viên bị y ứng chớp lóe ánh sáng âm u. Tụi mình thấy ảo ảnh bên trong. Ảo ảnh đó chính là hạt độc lông. Khi thấy rõ hạt châu kia, con ngươi tụi mình coi rút. Huyền tán đứng trên la bàn chậm rãi giơ tay phải lên, cầm hạt châu từ từ vươn hướng tụi mình, hư không chợp. Thường mang mấy vạn dặm tụi mình dấy lên tiếng nổ rung trời, như tàn vỡ, dạt ra, có gió mạnh khiến quần áo, tóc của tụi minh bay phần phật, trong mắt Tô Minh, hắn thấy thế giới trước mặt biến thành bàn tay khổng lồ với khí thế hỗn loạn cả thương mang ập vào trong mặt. Người hạt trọc lông run rẩy, mắt Tô Minh rõ rực, hắn vung tay áo cuốn nó vào cái túi trữ vật, hóa thành cầu vồng nhanh chóng thụt lùi lại. Nhưng dù tốc độ của Tô Minh có nhanh cỡ nào cũng không bằng bàn tay dường như thay thế khu vực thương mang này. Bàn tay nhanh chóng tới gần, xòe ra chụp lấy Tô Minh. Tô Minh ngửa đầu quá khẽ, hai tay ứng pháp quyết đạo thần xuất hiện phủ lên toàn thân hắn. Lúc trước nhờ cách này mà ngón tay huyền tán tạm dừng, nhưng mà giờ thì không còn chút tác dụng nào, tay phải của y đã đến gần rồi. Còn người tụi mình coi rút lại, hơi thở đạo thần không tan biến, Ngưng tụ xung quanh hắn. Tụi mình giơ tay phải lên, nắm lại, thân thể nhanh chóng trướng to. Là man thần biến, tụi mình biến to cỡ trăm mét, ngưng tụ hết lực lượng, đánh ra một kích mạnh nhất với bàn tay đang đến gần. thường mang trong khu vực này mạnh chấn động người tu minh run rẩy thân thể như diệu đứt dây dạt ra sau liên tục học bảy ngậm máu thân thể vỡ nát đôi chân ngưng tụ lại vỡ cánh tay trái biến mất chỉ còn lại có nửa người hơi thở cực kỳ suy yếu tô minh thụt lùi lại đôi mắt lộ ra điên cuồng không cam lòng nhưng chẳng thể nào khiến cơ thể rút lui chênh lệch giữa tu minh và huyền tán quá lớn không cách nào chống cự tô minh thụt lùi ngửa đầu gầm lên toàn thân tràn ngập tử khí Tu minh tạm dừng tay phải của huyền tán lại đến gần lần này hạt châu bị bàn tay bóp ẩn chứa bóng dáng hạt trọc lông càng chớp lóe mãnh liệt huyền tán lạnh lùng nói đưa nghịch linh thứ bảy cho ta ngươi có thể đi bàn tay chập tới thanh âm vang vọng thương mang nhưng đáp lại huyền tán là tiếng cười của tu minh và điên cuồng tu minh muốn thi triển đoạt xá dù lúc này đoạt xá huyền tán chẳng khác nào lấy trứng trội đá nhưng hắn biết nếu không làm ngay lúc này thì rất có thể hắn không còn cơ hội nữa dù đây là đẳng cấp sinh mệnh không ngang bằng đoạt xá như vậy khả năng tu minh thành công là cực kỳ nhỏ bé nhưng chỉ cần có một chút khả năng thì hắn muốn thử cho bằng được vì chỉ có làm như vậy tu minh mới có thể bảo vệ hạt trọc lông hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn nó có kết cuộc như người của cửu phong dù tu minh biết huyền tán chỉ muốn hạt trọc lông nếu hắn từ bỏ nó đi một mình thì sẽ không đối mặt kiếp sinh tử hắn có thể đi khỏi đây cách xa huyền tán, sống sót trong thương mang. Tụi mình có thể giống như diệt sinh lão nhân đi tìm con tang tương tiếp theo, vào trong cơ thể tang tương. Có nhiều thời gian hiểu ra, có thể cảm ngộ hơi thở đạo nhai nhiều hơn. Tụi mình có thể lấy tu vi hiện giờ đoạt xá tang tương, khiến cho mình cường đại. Chờ tang tương chết đi thì hắn sẽ giống như diệt sinh lão nhân. Chỉ định ra một tế phẩm, phối hợp với huyền tán, giống như diệt sinh lão nhân đã từng làm. Vậy thì hắn sẽ luôn tồn tại cho đến khi đi tìm con tăng thương khác. Mãi đến một ngày, Tô Minh hoàn toàn bước vào cảnh giới đạo nhai. Hắn có thể quyết chiến sinh tử cuối cùng với huyền tán. Đây mới là con đường lý trí nên chọn. Chỉ có cách đó thì hắn tăng khả năng thành công nhiều hơn. Nhưng nếu quyết định này lấy cái giá từ bỏ hạt trọc lông, thì Tô Minh không muốn. Tô Minh không thể từ bỏ bất cứ người bạn nào. Nếu hôm nay từ bỏ hạt trọc lông, nguyên nhân là vì mất đi một sinh mệnh cho hắn cơ hội sống lại mọi người nhưng nếu qua thời gian hắn cần từ bỏ nữa thì sẽ lựa chọn như thế nào đây? Tu Minh không chọn cuộc sống như vậy. Từ bỏ hai chữ này trước kia không xuất hiện trong sinh mệnh của Tu Minh, sau này tuyệt đối cũng không có. Ta tuyệt đối không từ bỏ. Mắt Tu Minh lộ ra cố chấp. Trong túi trữ vật hạt trọc lông bùng phát ra cố chấp đến điên cuồng. Ngươi không muốn từ bỏ, không muốn để ta lại mà sống một mình, vậy thì làm sao ta có thể khiến ngươi vì ta dụng tất? cơ hội khiến khả năng tương lai không còn. Trong túi trữ vật của Tu Minh bùng phát ra điên cuồng sinh mệnh, túi tự động mở ra, hạt trọc lông vọt ra ngoài. Mặt của hạt trọc lông không còn nét xấu xa, không còn cố chấp với tinh thạch. Hạt trọc lông nhìn Tu Minh, trong mắt có lưu luyến, hữu tình, làm bạn mấy ngàn năm qua. Hạt trọc lông khẽ thở dài rồi nói. Ta không muốn lại mất đi ký ức, không muốn sau khi mất trí nhớ thì quên quê hương, quên bản thân của ta bay ra khỏi túi trữ vật trừ hạt trọc lông còn có một thi thể đầy máu thi thể kia là thân thể hạt trọc lông năm đó nó quyết định không dung hợp cơ thể vì biết một khi dung hợp lại có lẽ sẽ quên ký ức đời này nó không còn là hạt trọc lông mà là khổng ma xa lạ khổng ma xa lạ sẽ không có tính cách của hạt trọc lông hoàn toàn xa lạ nên nó mới không muốn dung hợp Tượng đáy lòng không muốn vì nó thỏa mãn với hình dạng hiện giờ sinh hoạt hiện tại Hạt trọc lông cảm thấy chỉ có trở thành hạt trọc lông Thì đời nó mới là vui vẻ nhất Nhưng hôm nay Tu Minh vì hạt trọc lông nó mà làm như vậy Vậy thì nó cũng có thể vì Tu Minh Dung hợp thân thể Không để cho hắn liều mạng đoạt xá Hạt trọc lông sẽ dung hợp thân thể Đối với huyền tán Cho Tu Minh cơ hội rời xa khỏi nơi đây Hạt trọc lông trống to Tu Minh, đây là lựa chọn của ta Hạt trọc lông nhìn Tu Minh Nó lựa chọn dung hợp thân thể Nếu có một ngày ngươi còn nhớ ta ta vẫn nhớ được ngươi thì ta sẽ đến tìm ngươi. Thường thể chớp mắt dung hợp cùng hạt trục lông, nhanh chóng nhấp nháy. Nó phát ra tiếng hét thê lương. Thường hình của hạt trục lông không còn trụi lũi nữa mà một đầy lông chim màu đen. Khi thế tăng vọt, cho đến khi kinh người, ánh sáng bảy sắc phát ra từ người đó. Hạt trục lông ngửa đầu gầm lên. Ta thích mỹ sắc, Mắt của hạt trọc lông lạnh lùng khi thấy lạnh băng, nó không còn là hạt trọc lông mà trở thành khổng ma. Hạt trọc lông ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên. Đã là khổng ma! Ý chí còn sót lại trong đầu khiến cho hạt trọc lông lao hướng tay phải huyền tán đang đến gần. Mắt nó biến đổi rực khi thấy điên cuồng bùng phát. Hạt trọc lông gào thét kinh thiên động địa cùng với thanh âm lạnh lùng tan thương. Ta cũng không phải là khổng ma Mà ta là nghịch linh thứ bảy Mắt tụi mình rõ rực Lúc này hắn không chút do dự đốt cháy sự sống Không chỉ thiêu đốt thân thể Còn có linh hồn đạo thần về ý chí Thiêu cháy ý chí của ta Lại mở ra thiên địa hư chi môn Lại chảy con sông có tên là Dông Xuyên Lại hóa giới mở ra một hư không khác Tù mình vùng tay áo, thanh âm quanh quẩn, tù mình đốt cháy sinh mệnh, giờ tay phải chỉ hư vô sâu lưng. Ý chí tù mình bùng phát, sau lưng hắn xuất hiện cái vòng xoáy to lớn âm âm chuyển động lộ ra một thế giới khi tui minh lại mở ra thế giới thì chính hắn cũng không biết thế giới này và vong xuyên bị chém đứt kia có tồn tại hay không thân hình hạt trọc lông và bàn tay huyền tán va đụng tiếng nổ vang vọng khắp thương mang bàn tay khựng lại hạt trọc lông phát ra tiếng hét thê lương thân thể hạt trọc lông nổ tung máu thịt nhầy nhụa bắn ra sau hạt châu thứ bảy trên bàn tay phát ra ánh sáng rực rỡ hình thành lực hút kinh người bao phủ hạt trọc lông máu thịt nhầy nhụa muốn hấp thu nó tu minh ngửa đầu toàn thân đốt cháy hừng hực tu minh lắc người khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh của hạt trọc lông túm lấy người nó giúp đỡ nó đối kháng lực hút cho dù lực hút xé rách toàn thân tu minh xuất hiện nhiều khe nứt đẫm máu đầu nhức khiến cho hắn đốt cháy càng mãnh liệt hơn tu minh vẫn dùng thân thể chắn cái lực hút thay cho hạt trọc lông ý chí quyết tuyệt lưu luyến không nỡ tu minh không do dự nữa Dốc hết sức đẩy hạt trọc lông bay hướng thế giới khác Trong cái vòng xoáy được hắn mở ra Một mình tu minh đối kháng lực hút từ hạt châu Đốt cháy Phóng thích ra lực lượng mạnh nhất đưa huynh đệ Bằng hữu đồng bạn làm bạn bên hắn Mấy ngàn năm qua đến một thế giới khác Đôi mắt của hạt trọc lông Biến mông lung Ký ức hỗn loạn dường như nhớ lại hình ảnh xưa cũ Trong hình ảnh có một người Mỉm cười trước mặt của hạt trọc lông Vườn tay ra mang theo nó đi qua Mấy ngàn năm qua từng giới Người kia tên là gì, quên rồi, ta không nghĩ ra, hình dạng cũng mơ hộ, ta, ta là ai? Hạt trục lông khép mắt lại, Tu Minh đốt cháy sinh mệnh, bùng phát lực lượng quăng hạt trục lông vào trong cái vòng xoáy, đi đến thế giới khác. Nếu như có một ngày ngươi nhớ ta, ta nghĩ tới ngươi, thì ta sẽ đến tìm ngươi. Tô Minh nhìn hạt trục lông đi xa, nhìn thân thể nó biến mất trong vòng xoáy, nhìn vòng xoáy tan biến, mặt lộ trên nụ cười. Tụi mình thấy lồng chim đen bay ra sau khi vòng xoáy biến mất, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hả? Sao ta lại gặp ngươi nữa Chết tiệt mà! Ngư, ngư. sao ngươi cứ đi theo tao hoài vậy? Ta nói cho ngươi biết nha, hạt gia gia của ngươi lợi hại lắm đó nha. Thôi thôi, hạt gia gia cũng không làm khó ngươi nữa. Còn không đi đi, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được khí thế cường đại của hạt gia gia sao hả? Tinh thạch, hạt bà nội đó, lão tử liều, nhiều tinh thạch như vậy, liều, liều, tụi mình ta muốn khóc tụi mình siết tay lại nắm lông chim người tụi mình bị lực hút kéo nhanh hướng bàn tay thân thể tụi mình tan vỡ máu thịt bầy nhầy nhưng mà trong mắt toát ra cố chấp điên cuồng bất chấp đất rời khi đến gần cái bàn tay dù thân thể tụi mình tan vỡ cũng cố xoay lại nhìn bàn tay rất gần mắt hắn lộ ra tia cố chấp với sự sống tụi mình đoạt xá thân thể tu minh hoàn toàn vỡ nát máu thịt văng tung tóe bàn tay to lớn nắm trọn tu minh cho đến khi bàn tay biến mất thanh niên áo đen khoanh chân ngồi trên cái la bàn biểu tình chết lặng buông tay xuống dường như thanh niên áo đen có thấy hạt trọc lông rời đi nhưng không làm y thay đổi cảm xúc y vốn không hề dao động cảm xúc nếu nghịch linh thứ bảy không có thì thôi thanh niên áo đen cúi đầu đôi mắt từ từ khép kín lại như chìm trong ngủ say mặc kệ la bàn lượn lờ trong thương mang không biết đi đâu thanh niên áo đen cứ như vậy ngủ say, không ai chú ý đến, cũng không có người nào biết được cả. Trong lòng bàn tay của y kéo lại có một cọng lông chim màu đen. Động tác thanh niên áo đen cầm lông chim giống hệt như lúc trước tụi mình cố chấp nắm lấy vậy. Núi là núi xanh, lâu ngoài lâu, nước là nước trong, trời ngoài trời. Trên bầu trời một mảnh xanh biếc trừng án mây trắng điểm xuyến màn trời nhìn qua thì bầu trời như là bức tranh xinh đẹp nếu không phải có gió thổi qua đám mây theo gió bay xa khiến hình ảnh không yên lặng mà trở thành thế giới tụi mình ngơ ngác nhìn trên bầu trời hắn đã thức tỉnh một tháng rồi dù chấp nhận sự thực nhưng vẫn không rõ ràng mình đang ở đâu ký ức còn giữ lại hình ảnh cuối cùng là đoạt xá huyền tán bởi vì đẳng cấp sinh mệnh không ngang bằng nên khả năng đoạt xá rất là nhỏ bé nhưng khi tu minh đoạt xá thì đốt cháy sinh mệnh, linh hồn đến đỉnh điểm, bởi vậy rất có khả năng đoạt xá thành công. Nhưng nếu thành công thì tại sao tu minh không phải là huyền tán? Nếu thất bại thì bây giờ hắn đang ở đâu? Còn nữa, tu minh cúi đầu nhìn thân thể của mình im lặng. Một thanh âm nghiêm túc vang bên cạnh tu minh. Huyền nghi lại ngẩn người nữa rồi. Đó là một ông lão, biểu tình không giận mà uy, đầu đầy tóc bạc ông lão mặc áo dài màu xám đầu đội mũ tay chống gậy gỗ ngoái đầu nhìn tu minh sư phụ tu minh nhìn ông lão trước mắt dù đã thức tỉnh một tháng rồi như mỗi khi thấy ông lão lại tinh thần chấn động không biết hình ảnh trước mắt là thật hay là giả bộ dạng ông lão là thiên tà tử giống y như đúc ngay cả thanh âm cũng giống trong ký ức nữa không thể chia rõ quá khứ và hiện tại mới có tháng thứ nhất mà thôi người nên nhớ là tổng cộng có sáu ngàn năm trong sáu mươi dòng có mười dòng người phải theo di sư đi qua thiên sơn dạng thủy đi các bệnh nguyên nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn hiểu bốn mùa biến đổi biết đạo lý thiên địa tìm kiếm chân tìm nhân tinh thiện sau đó năm mươi năm người phải đi du lịch một mình chỉ có như vậy thì người mới có tư cách tranh đoạt với đại hoàng huynh nhị hoàng huynh của ngươi mới có cơ hội thành thái tử tương lai lão phu không uổng công trông chờ vào ngươi Ông lão lạnh nhạt nói, dậm cây gậy gỗ xuống đất, nghiêng đầu đi tới trước. Theo ta. Giọng ông lão tan thương vang vọng trong vùng núi rừng. Dung hợp với gió núi biến thành đám mây dần dần tối đen trên bầu trời, rồi trở thành bông tuyết. Lúc này là mùa đông. Tụi minh yên lặng theo sau lưng ông lão, đi qua núi non, qua bờ hồ không đóng băng. Hoàng hôn phương xa rơi rụng ảnh chiếu bóng dáng của hắn trên mặt hồ. Đó là một thiếu niên mặc áo dài màu xám, đội mũ, khuôn mặt tuấn tú, nhưng mặt thiếu niên luôn có vẻ mịt mờ. Tụi mình là tam hoàng tử của cổ tán quốc, có hai hoàng huynh. Cổ tán quốc có một truyền thống là trước khi hoàng quyền thay đổi, tất cả hoàng tử phải bị tu sĩ vô hoàng vương chỉ định, mang đi du lịch 6.000 năm. 60 vòng năm tháng trôi qua, hoàng tử trở về tranh giành hoàng quyết. Đã nhất định chỉ có một hoàng tử còn sống, máu của người khác đúc thành vương miệng cho hắn, thành chúa tể đất nước này nước này tên gọi là Cổ Tán, là chúa tể vùng đất này, là chí tôn cả thế giới, đứng trên mọi tu sĩ, tôn mung. Đây là ký ức không biết có từ khi nào khắc sâu trong linh hồn, như nó vốn thuộc về hắn. Trừ ký ức vốn có ra, nhưng tu minh không nhớ tên của Đại Hoàng Huynh, không nghĩ ra bộ dạng của Nhị Hoàng Huynh. Ký ức sâu sắc nhất là ông lão trước mặt cần đi qua 10 vòng năm. Uống nước đi. Ông lão ngừng ở bên hồ, ngoái đầu nhìn tu minh, chỉ vào hồ nước ông lão nói tiếp hồ nước tĩnh lặng ảnh chiếu bầu trời uống nước này như nuốt vào một góc trời tên của hồ là thiên hồ ông lão cuối người vớt một miếng nước hồ uống một hớp tu minh im lặng mắt nhìn hồ nước không cuối người ông lão ngẩng đầu nhìn tu minh tu minh lắc đầu chậm rãi nói tại sao ta phải uống nước hồ này cho dù nó ảnh ngược bầu trời cho rằng uống nước như là nuốt góc trời nhưng đây chỉ là lừa mình dối người thôi ông lão bình tĩnh nói Ngươi ngẩng đầu nhìn chân trời thử đi tôi minh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chợt con ngươi coi rút hắn thấy chân trời có một khu vực nhỏ dường như bị nuốt ông lão lạnh nhạt nói lão phu không biết tên vốn có của hồ là cái gì nhưng khi ta đi qua hồ này ta nói nó là trời thì chính là trời ta uống nước hồ ta nói mình nuốt một góc trời thì chính là nuốt góc trời Người cố chấp bản thân đã rơi vào nhân quả rồi Tô Minh im lặng hồi lâu sau bật cười Cần gì để ý nhân quả Để ý mình đến nơi nào Cố chấp một đáp án Chỉ cần đi trên đường là đủ rồi Tô Minh chấp tay cúi đầu hướng ông lão Địa tử nghe vậy Tô Minh khâm người ngồi xổm xuống Tay phải đặt vào hồ nước Nhưng không vớt nước lên Mà mắt lóe tia sáng âm u Tay phải nhẹ vỗ mặt hồ khoảnh khắc tay tu minh vỗ nước hồ cuồn cuộn sống lan tăng bầu trời ảnh ngược vỡ nát biến mất ông lão nhíu mày rồi nói tại sao lại làm như vậy tu minh đứng dậy nhìn ông lão sư phụ nói nó là trời nên uống vào rồi chính là nuốt trời ta nói nó không phải là trời bởi vậy không cần uống chỉ khí không nhỏ nha mắt của ông lão lóe tia khen ngợi nhưng mà thực ra trong đáy mắt toát ra sắc bén đổi giọng nhưng đạo lý không thông, hơi tự kêu. Lão Phu nói hồ này là trời, là thấy hồ ảnh ngược bầu trời nên có cảm ứng. Thuận theo thiên ý mà nói ra, cho nên có thể nuốt trời thiệt. Bởi vì mọi thứ là thiên ý, Lão Phu chỉ là thuận thế mà thôi. Ông Lão bình tĩnh nói, từng chữ chậm rãi mà ứng chứa đại đạo. Nhưng người khuấy động hồ như là làm loạn số mệnh, rồi cuối cùng không lâu sau hồ nước vẫn tĩnh lặng, vẫn ảnh chiếu bầu trời. Đối với nó, ngươi chỉ là khách qua đường. Đối với ngươi, ngươi thử đắc. Cười hồ nước loạn trần. Nhưng chơi hồ nước, nó đang cười ngươi. Không tin thì ngươi nhìn xem hồ nước có tỉnh lặng hay không. Ngươi cười nhạo mặt hồ tỉnh. Phải chăng trông thấy trong ảnh ngược nó đang cười ngươi. Ta không tin số mệnh. Tô Minh không ngoái đầu, mặt hồ sâu lưng hắn. Khi cuồn cuộn trở về bình tĩnh thì bốc lên nhiều hơi nước. Hơi nước thành xương bao phủ cả mặt hồ, hơn mười giây sau, Tô Minh đưa lưng vùng tay áo hướng hồ nước. Có gió thổi đánh tan sương, hồ nước khô cạn, hoàn toàn tan biến. Chỉ còn nước bụng xấu xí nơi đáy ao. Chúng sinh cá tôm trong nước bụng. Tô Minh lạnh nhạt nói. Bây giờ đã hoàn toàn không còn rồi. Ông lão im lặng, nhìn chầm chầm Tô Minh, lắc đầu. Huyết thống hoàng tộc cổ Tăng Quốc là mạnh nhất trong trợ đất này. Tin đồn quả nhiên là thật. Đi! đường của chúng ta còn rất dài. Ông lão xoay người không thèm nhìn hồ nước cái nào, tiến tới trước. Tu Minh cúi đầu cũng không nhìn hồ nước, theo ông lão đi tới. Con đường lớn này trong cảm nhận của Tu Minh là mục tiêu cũng tốt, tận cùng cũng được, không quan trọng. Đây là con đường tìm đại đạo, con đường khiến mình cường đại hơn. Đi qua từng ngọn núi, từng con sông, đi qua bốn mùa, qua mười năm. Ông lão đi trước, Tu Minh theo sau. Tu Minh 10 năm trước nước ở trong hồ ảnh chiếu một thiếu niên, bây giờ hắn đã trở thành thanh niên rồi. Bước chân lớn hơn một chút, vẻ mặt không còn mờ mịt nữa mà trở về bình tĩnh như ở thế giới tan tương. Trời đêm nhấp nháy ánh sao, mặt đất đốt lửa, Tu Minh khoanh chân ngồi bên đống lửa, đối diện là ông lão giống thiên tà tử. 10 năm sau, lại một đêm gió tuyết, hai người khoanh chân ngồi ở đây cảm nhận sâu lưng lạnh lẽo, cảm giác sống nhiệt ập vào mặt. Ông lão nhắm mắt như đang chìm trong tu hành, không để ý bên ngoài biến đổi. Tu Minh ngẩn đầu nhìn tuyết rơi như bụi rừng, trên cao treo vận trăng mơ hồ, trăng còn đó mà người đâu rồi? Tu Minh yên lặng nghĩ về quá khứ, đếm ký ức ở đó có người đưa đò đi tìm thở dài trong thế giới của mình. Ông lão nhắm mắt từ từ cất giọng tan thương, lẫn ở trong gió tuyết hòa cùng tiếng lửa đốt truyền vào tay Tu Minh trong cổ tam quốc có bao nhiêu tông môn nổi danh tôi minh vẫn nhìn trăng mơ hồ bình tĩnh trả lời bảy tông mười hai môn ông lão chậm rãi nói tông và môn có gì khác nhau tông vì kéo dài hư vô vô cổ tán phung môn là đến từ thương mang không chịu giáo hóa ông lão tiếp tục nói mỗi lần hoàng quyền thay đổi sẽ xảy ra cái gì Tụi mình thu lại tầm mắt, nhìn trăng, mơ hồ, nhìn đống lửa đốt cháy, bình tĩnh nói. Bảy tông động mười hai môn loạn, hoàng quyền tranh đấu, thiên hạ biến. Ông lão lạnh nhạt nói. Trong thế giới bên này, cực hạn tu dư là gì, ta đã nói với ngươi trong mười năm qua rồi, ngươi có còn nhớ hay không? Tụi mình bình tĩnh nói. Bức hạ ngôn viên mãn, cảm ngộ đạo nhai, đắc đạo thường lâm nếu hiểu ra chính lần như cửu trọng đạo thường, cửu là cực hạn, sau mãn là có thể phá, bước vào đạo nhai. Người thành đạo nhai chưa từng xuất hiện bao giờ, bởi vậy thế nhân hiểu đạo, nhưng không hiểu nhai là đâu. Trong 10 năm qua, ông lão từng chút một chỉ những điều đó cho tôi mình biết. Hết tập 247 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách điều